sau khoảng năm 2 rất là trừu tượng. Và cái thứ hai là nó chỉ phục vụ cho những bạn nào mà sẽ nghiên cứu thôi, đi theo cái hướng nghiên cứu. Viên hoặc là đi học nghiên cứu sinh thì người ta mới chú trọng đến vật lý điện tử thôi. Ở bài này thì sẽ truyền đạt lại cho em hai cái nội dung, đó là hai cái định luật phân bố, hai cái định luật về về phân bố. Thứ nhất đó là định luật phân bố Maxwell và định luật phân bố Boltzmann, hai định luật cơ bản. Phân bố Boltzmann và phân bố Maxwell. Trong đó phân bố Maxwell nó chính là cái phân bố vận tốc. Ở đây chúng ta sẽ bắt đầu như sau. Nếu người ta gọi B là một cái hàm của V, người ta các giáo trình người ta có thể ghi cái này thành FV cũng được. Về cơ bản BV nó là một cái hàm số theo biến V, V là vận tốc, là xác suất để tìm thấy hạt có tốc độ V. Thì BV chúng ta sẽ có biểu thức như biểu thức sau. Em đã thấy biểu thức này chưa? Dạ thấy. Biểu thức này nó sẽ có dạng như sau, mình có thể viết lại một lần để mình nhớ, bởi vì rất là khó để mà nhớ biểu thức này. Thật sự mà khi thầy truyền đạt lại cho em thì phải ghi lại đâu. Bởi vì ít hôm Dạ. sau lại quên ngay, bởi vì nó ít dùng. Đó là BV thì nó sẽ bằng là 4π này mở ngoặc này nhân cho m chia cho 2πRT mũ 3 phần 2 này nhân cho V bình này nhân cho E mũ. E mũ thì người ta có thể ghi là EXB trừ của M 2 lần RT nhân cho V bình. E mũ thì người ta có thể ghi là EXB và cái hàm ở bên trong nó được ghi trong dấu ngoặc. Cái cách người ta trình bày như vậy để em dễ hình dung. Bởi vì nó có một số trường hợp là một số cái hàm vật lý của mình đó thì cái hàm số ở bên trong dấu mũ của mình nó nhiều quá. Nếu mà mình ghi ghi theo kiểu hàm số mũ thì nó lại nhỏ, nó rất là khó để được quan sát, do đó người ta chọn ghi là EXB. Được chưa nào? Trong đó V là tốc độ phân tử. Phân tử hay là nguyên tử cũng được nha, ví dụ như chất khí mình là chất khí đơn nguyên tử, lượng nguyên tử. Thì đơn nguyên tử thì chất khí mình người ta gọi là nguyên tử. T là nhiệt độ tuyệt đối, còn M là khối lượng mol. M là khối lượng mol. Và thì đến đây người ta cũng có thể viết lại như sau. Đấy, người ta có thể viết lại như sau để mình biết không nào. À, người ta có thể viết lại như sau này. Bởi vì M lớn là khối lượng mol. M nhỏ là khối lượng của một cái phân tử hay là một nguyên tử. Lưu ý M lớn là khối lượng mol được mình hiểu là khối lượng của một mol chất mà. Còn M nhỏ là khối lượng của một cái phân tử của một cái nguyên tử cấu tạo nên cái chất đó. Vậy mình sẽ để ý này, M lớn thì sẽ bằng là M nhỏ nhân cho Na, Na là số Avogadro. Cái số Avogadro này được hiểu rằng là số phân tử hoặc là nguyên tử có trong một mol chất. Hãy nhớ con số này chưa nào? Dạ nhớ. Cái hàng số này thì nó cỡ bằng 0,02 nhân 10^23. Đấy, bởi vì cứ mỗi mol của mình thì sẽ có Na hạt, mà mỗi hạt của mình nó có khối lượng là m nhỏ, do đó m lớn mình sẽ bằng m nhỏ nhân cho Na. Và thì đến đây người ta có thể ghi lại như sau, ghi lại như thế này. Đây, ghi lại này. Bây giờ ta sẽ ghi lại cái dạng của nó để khi mình vận dụng mình có thể linh hoạt. Còn số 4π bên ngoài là như nhau rồi, bây giờ chúng ta chỉ phân tích cái số hạng nằm bên trong thôi. Ở đây M lớn thì chúng ta thay bằng là M nhỏ nhân cho Na, như vậy là cái số hạng ở trong dấu ngoặc của mình nó sẽ trở thành là M nhỏ nhân Na, ở dưới chúng ta sẽ là 2π RT. Được chưa nào? Phải chia cả tử và mẫu cho Na đi, như vậy trên tử số chúng ta còn là Ma, ở dưới mẫu số mình còn là 2π R chia cho Na nhân cho T. Được chưa em? Đến đây nó có xuất hiện một cái thương số, đó là R mà chia cho Na. Ý có nhớ thương số này là gì không nào?
R là thành số chất khí, mình chia cho Na là số Avogadro, thì chúng ta thu được số gì? Dạ thu được mật độ phân tử khí. Không phải rồi, R mà chia cho Na nó chính là hằng số Boltzmann, người ta ký hiệu là K. R mà chia Na là hằng số Boltzmann, người ta kêu là K. Được chưa? Dạ. Vậy và cái phương trình sao của chúng ta nó có thể được viết dưới dạng là phương trình hai sao. Lưu ý là cái điểm khác biệt ở trong phương trình hai sao này là cái hằng số của mình là không phải hằng số R nữa, mà nó là hằng số K. Khối lượng không phải là khối lượng mol nữa, mà là khối lượng của một cái phân tử hoặc là nguyên tử cấu tạo nên cái chất khí đó. Được chưa nào? Yeah. Và cái phương trình sao và hai sao người ta gọi là phương trình định luật phân bố của Maxwell. Ông làm ta nhớ kỹ phương trình này là phương trình định luật phân bố của Maxwell. Khi mình học về vật lý thống kê thì mình sẽ học kỹ hơn, còn chúng ta chỉ việc nắm cái phương trình này mà không hầu chúng ta phải thừa nhận chúng ta sẽ không chứng minh. Thế thì ngoài ra để cho mà dễ nhớ, thì người ta còn có thể ghi lại dưới về một cách như sau. Ở cái phương trình sao và hai sao thì chúng ta sẽ nhận thấy một cái điểm như sau này. Có phải rằng là chúng ta sẽ thấy một điều rằng ở trong giống ngoặc này, trong giống ngoặc mà thầy vẽ màu đỏ này, với cả trong cái hàm e mũ của chúng ta này, nó có các cái số hạng nó gần giống nhau, đều là m lớn chia cho, đều có m lớn chia cho rt cả, đúng không, chia cho 2 rt cả. Nhưng mà cái số hạng thứ nhất thì nó lại có bi, còn số hạng thứ hai thì lại không có bi. Đến đây để mà dễ nhớ thì người ta sẽ đưa cái bi mũ 3/2 ra bên ngoài. Đấy, đưa mũ bi ra bên ngoài. Thì lúc này là ở bên trong có giống ngoài 3/2 với cả bên trong hàm e mũ thì biểu thức nó hoàn toàn giống nhau. Và lúc này cái phương trình của chúng ta sẽ có dạng là 4 trên căn bậc 2 của bi nhân cho m chia 2kt 3/2 nhân cho v bình nhân cho e mũ trừ m trên 2kt nhân cho v bình. Được chưa? Yeah. Người ta có thể chọn ghi cách này, có thể ghi lại để chúng ta nhớ biểu thức, ghi lại như vậy. Cái cách này, cái biểu thức số, cái biểu thức mà thầy tô màu xanh này thì nó có lẽ nó sẽ dễ nhớ hơn so với những cái hai biểu thức trên, bởi vì chúng ta nhận thấy rằng là chúng ta chỉ việc nhớ con số, cái hệ số 4 trên cho căn bậc 2 của bi. Đấy, còn hai cái số hạng bên trong thì nó kiểu nó giống nhau, đều là m chia cho 2kt mũ 3/2 và nhân cho v bình. Anh ghi thì e mũ của m trên 2kt v bình. Tích số giữa b nhân cho dv là một đại lượng không có thứ nguyên. Ý nghĩa của nó là số nguyên tử có tốc độ nằm trong khoảng từ v đến dv. Lưu ý cái tích giữa b là hàm xác suất nhân với dv. Cái kết quả này chúng ta thu được là số nguyên tử có tốc độ nằm trong khoảng từ v đến v cộng cho dv. Em lưu ý nha. Cái tích giữa cái hàm xác suất với cái vi phân của vận tốc nó sẽ cho chúng ta là cái số phân tử hoặc là nguyên tử có tốc độ nằm trong khoảng từ v đến v cộng cho dv. Nếu chúng ta biểu diễn cái hàm phân bố như hình vẽ thì cái tích giữa b mà nhân cho dv, khoảng này là dv, thì cái tích giữa b mà nhân cho dv về mặt hình học thì nó chính là cái diện tích của hình phẳng này. Diện tích của hình phẳng là chính là cái tích của b nhân cho dv. Và diện tích hình phẳng này nó sẽ cho chúng ta biết là cái số phân tử hoặc là nguyên tử chất khí mà nó có vận tốc nằm trong khoảng từ v đến v cộng dv.
Vậy nếu nếu chúng ta mở rộng cái vùng DV ra, mở rộng cái vùng DV ra thì chúng ta sẽ thu được là diện tích của toàn hình phẳng này. Nếu ta mở rộng ra thì mình sẽ thu được diện tích của toàn hình phẳng này. Và diện tích của toàn hình phẳng này, ý nghĩa của nó là gì? Nó sẽ cho chúng ta biết là cái số phân tử khí mà nó có vận tốc nằm từ 0 đến đâu nè? Đến vô cùng. Nếu số phân tử khí mà nằm trong có vận tốc nằm trong khoảng từ V đến V cộng dV là một cái diện tích vi phân nhỏ, thì diện tích của toàn hình phẳng này luôn, ý nghĩa của nó, đó chính là số phân tử khí có vận tốc mà nó phân bố từ 0 đến vô cùng. Dạ. Yeah. Có một điều chúng ta để ý rằng là bởi vì tất cả các cái phân tử đều rơi vào vào cái vùng vận tốc đó. Do đó giá trị của diện tích này nó sẽ bằng bằng đơn vị, và cái biểu thức này người ta gọi là điều kiện chuẩn hóa, biểu thức chuẩn hóa. Mình có thể hình dung như sau này. Mình có một cái khối khí nào đó thì vận tốc của các cái phân tử khí nằm trong khối khí đó là khác nhau. Đúng như nào? Vậy thì em tưởng tượng như sau này. Để chúng ta tìm được các phân tử khí mà có vận tốc bằng 5 chẳng hạn, thì bằng những tính toán ở trên chúng ta có thể tính được là 5, là 6, là 7. Cái xác suất mà nhưng mà nếu chúng ta mở rộng ra là cái vận tốc chúng ta kéo dài từ 0 đến vô cùng thì chắc chắn bao giờ chúng ta cũng sẽ gặp cả. Do đó xác suất của nó luôn đảm bảo là 1. Dạ. Đấy, người ta gọi là điều kiện này là điều kiện chuẩn hóa. Đúng chưa nào? Ví dụ như em có là 5 phân tử khí đi, 5 phân tử khí 1 2 3 4 5. Vận tốc của nó lần lượt là 10 này, 20 này, 30 này, 40 này, 50. Và cái xác suất mà em tìm thấy cái vận tốc, cái xác suất mà em tìm thấy được cái phân tử khí có vận tốc là 20 là bao nhiêu? Em có 5 phân tử khí, dạ, đúng không? Là... mà có cái phân, chỉ có phân tử khí số 2 là có vận tốc là 20 thôi. Như vậy xác suất em tìm được có phải là 1/5 không? Dạ là 20%. Đúng rồi, nó là 1/5. 1/5. Cái xác suất mà em tìm thấy được cái phân tử khí mà chuyển động với cái tốc độ là 40. 40 thì nó cũng là bao nhiêu? 1/5. Dạ 1/5. Tuy nhiên nếu người ta hỏi rằng cái xác suất để em tìm thấy được cái phân tử khí mà có tốc độ nằm trong khoảng từ 10 đến 50 thì kết quả này luôn bao giờ luôn luôn bằng mấy? Bằng 1. Luôn luôn bằng 1. Và cái mẫu của chúng ta cũng vậy. Cái mẫu của chúng ta nó không dừng lại là nó không dừng lại cái giới hạn như cái ví dụ vừa rồi. Ví dụ vừa rồi chúng ta lấy đơn giản là chỉ có 5 phân tử khí thôi. Còn cái mẫu chất khí của chúng ta thì nó có vô số. Và vận tốc của nó cũng không phải là 10, 20, 30 mà nó kéo dài từ 0 đến vô cùng. Vậy thì cái xác suất để chúng ta tìm thấy được cái vận tốc của các phân tử khí nằm trong khoảng từ 0 đến vô cùng bao giờ cũng là 1 cả, bao giờ chúng ta cũng sẽ tìm thấy cả. Đấy, và cái tích này nếu ta lấy cận từ 0 đến vô cùng bằng 1. Và cái phương trình này người ta gọi là phương trình điều kiện chuẩn hóa. Thấy em rõ chưa? Điều kiện chuẩn hóa. Có lẽ những cái điều này trên trường thì mình cũng đã được học rồi, nhưng mà thời gian trên lớp nó hữu hạn, mình giảng viên nói sơ qua mình cũng không rõ, đúng không? Dạ. Yeah. Chỉ cho công thức thôi. Thật sự mà cho công thức để nhớ thì nó cũng rất là khó khăn. Thế thì để tính xác suất của để tính số phân tử khí có tốc độ nằm trong khoảng từ từ V1 đến V2, chúng ta sẽ tính cái tích phân là hàm phân bố này nhân cho vi phân của vận tốc này lấy cận từ V1 đến V2. Được chưa nào? Rồi, ta sẽ ví dụ. Một bình chứa đầy khí oxy được giữ nhiệt độ là 300K, hỏi số phân tử khí có tốc độ nằm trong khoảng từ 599 đến 601 là bao nhiêu?
599 nhân 601 là bao nhiêu? Vậy lúc này chúng ta có cái số phân tử khí mà nằm trong khoảng góc nào đó được tính bằng biểu thức là gì đây? N chúng ta sẽ được tính bằng biểu thức là P dV. V1 đến đâu? Đến V2. Đấy, em nhớ chưa nào? Em nhớ. Đấy, chúng ta viết cái B ra một lần để chúng ta nhớ này. Cái B của mình nó sẽ có dạng là B của mình thì sẽ bằng là 4 pi M chia cho 2 pi RT mũ 3 phần 2 nhân cho V bình nhân cho E mũ trừ M trên cho 2 RT nhân V bình. Được chưa nào? Thế thì chúng ta có thể thay vào và ta tính tích phân. Thay vào và ta tính tích phân. Chúng ta nhận thấy rằng ở trong cái hàm hàm phân bố này thì rõ ràng là các cái số hạng này là mình biết rồi nè. Số hạng này là biết rồi đúng không? 4 pi m là khối lượng mol của oxy là mình biết rồi này. R là số chất khí, T là nhiệt độ 300 người ta đã cho rồi. Đúng chưa? Cái hàm E mũ này thì cái hệ số này thì mình cũng biết rồi. Đấy. Nó thay vào được tính phân. Tuy nhiên để chúng ta đơn giản cho cái bài toán này thì chúng ta có thể tiếp cận nó như sau. Bởi vì cái khoảng biến thiên của vận tốc của mình là từ 599 đến 601. Tức là rất nhỏ. Do đó cái dV này chúng ta có thể lấy xấp xỉ bằng cái giá trị trung bình của 599 với 601 là cỡ là bao nhiêu đây? 600 mét trên giây. Thay vì tích phân thì mình có thể tiếp cận theo cách này cho nó dễ. Rõ ràng cái việc chúng ta tính tích phân của cái hàm này cũng hơi mệt nha. Hơi mệt đấy. V bình mà nhân cho em mỗi tính tích phân cũng hơi lâu. Và thì lúc này N của mình bây giờ nó chỉ cần chúng ta tính đơn giản là bằng B nhân cho delta V. Với delta V của mình là 600 m trên giây này. Và thì cái phương trình mình bây giờ nó trở thành là 4 pi M chia 2 pi RT mũ 3 phần 2 nhân cho V bình. Nhân cho E mũ. Trừ M trên 2 RT V bình nhân cho delta V. Được chưa nào? Em được thầy nói chưa? Dạ được thầy. Bây giờ chúng ta sẽ thay số. Thay chúng ta sẽ thay lần lần nha, chúng ta không bấm máy tính một lần nó nhầm ấy. Bây giờ chúng ta em sẽ thay cho thầy cái số hàng này trước đi. Sẽ nó bằng bao nhiêu đã? Nhớ hình số R là bao nhiêu chưa? Dạ 8,31 nhân 10 mũ 3. 8,31 thôi chứ con làm gì có nhân 10 mũ 3 em. Dạ ta em hay làm cái em làm bài trong cái đề cương thì em hay dùng cái đó cô dạy như này. Em xem thử cái đơn vị của nó là gì chứ? Joule trên mol hay là joule trên kilomol, ta để ý không là nhầm á. Ồ, cái này là mol.
chứ không mình nhầm là nó sai đấy. Mình phải hiểu rằng là cái hàng số trắc khí này thì nếu ta tính theo chuẩn thì tính theo mol thì nó sẽ là 38,31. Để mình cứ nhớ như vậy là được, chứ mình nhớ lộn xộn là nó rất phiền ra. Cái phần thầy ngoặc nó ra là 3,7 nhân 10 mũ trừ 8. 3,7 nhân 10 mũ trừ 8. Rồi, nó đi lại. Rồi, tiếp tục em sẽ tính ra này. Bây giờ cái V mình thầy sẽ lấy bằng 600 này. Thầy bạn tính số hàng này xem bao nhiêu là. Dạ 10,1. Bao nhiêu? Em mũ nha, em mũ của M. Ta thử xem. Em mũ này. Em mũ của mình là chỗ nào nhỉ? Em mũ đâu rồi? Em mũ này. Trừ này, M của mình là 32 nhân 10 mũ trừ 3 đúng không? Oxy của mình là 32 mà. Rồi, mình nhân cho V bình là 600 này. Trên cho 2 nhân R, R của mình là 8,31. Nhân cho T là 300. Mình được là 0,099 này. Chưa? Mình nhân tiếp với anh V bình này luôn đi cho nó ra kết quả luôn này. Nhân tiếp với anh V bình này luôn. Và nhân tiếp cho cái anh delta V của mình là 2. Bởi vì là V của mình là biến đổi từ 599 đến 601 mà. Thêm vào luôn. Lấy answer này, nhân cho 2 này, nhân cho 600 mình. Mình được là 71434,6. 71434,6. Đấy. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tích thai này lại để thu được kết quả. Như nào mà lấy answer đi. Mình nhân cho 3,7 nhân cho 10 mũ trừ 8. 2,64 nhân 10 mũ trừ 3. Được chưa nào? Và con số này nó có ý nghĩa là gì? Đó là ở cái nhiệt độ là 300 độ K thì nó sẽ có khoảng là cái con số này nó chính là cái xác suất nè. Cái xác suất để mình tìm thấy số phân tử nó ở nó có tốc độ nằm trong khoảng đó. Tức là mình có thể mình lấy kết quả này mình nhân cho 100 đi để chúng ta dễ hình dung. Đây, cầm lên. Và thì tức là ở nhiệt độ là 300K thì chúng ta sẽ có là 0,26%. Các phân tử oxy nó sẽ có tốc độ nằm trong khoảng từ 599 đến 601. Đấy, mình dùng được chưa? Dạ được thầy. Rồi,
Rồi, chúng ta tiếp tục. Ứng với giá trị nào của vận tốc thì các cái đường phân bố Maxwell ở cái nhiệt độ T1 và 2T1 cách nhau. Cách nhau là giao nhau đó. Hai cái hàm phân bố, hai cái đường phân bố mà nó cách nhau thì nó sẽ tương ứng với hai cái phương trình này, nó bằng nhau về mặt toán học đúng không? Dạ đúng rồi. Thế thì em lấy là em quay lại cái phương trình phân bố của Maxwell. Chúng ta sẽ cho nhiệt độ ứng với T1 và 2T1, chúng ta cho nó bằng nhau. Em sẽ tìm xem V bằng gì. Nha. Thầy nói lại thầy. Cái đường phân bố Maxwell là cái đường mà nó được biểu, nó được vẽ từ cái phương trình BV bằng là 4pi m 2pi rt mũ 3/2 v bình nhân e mũ trừ m v bình chia cho 2 rt. Đúng chưa? Ứng với nhiệt độ T1 và 2T1 thì ta sẽ có hai cái phương trình của V. Và hai cái đường này nó cách nhau thì chứng tỏ rằng là V ở nhiệt độ T1 nó sẽ bằng ở nhiệt B ở nhiệt độ T2. Và nghiệm cái phương trình đó nó sẽ cho chúng ta biết là nó cách nhau ứng với cái vận tốc nào. Nghĩa là mình sẽ giải cái phương trình B1 bằng B2. Trong đó B1 ứng với T bằng T1, còn B2 ứng với T bằng 2T1. Em rõ cho đó chưa? Dạ rõ. Rồi em giải xem được kết quả là bao nhiêu, được cơ sở V là bao nhiêu. Từ từ thầy. Em đi làm rồi có mất nhiều thời gian không? Dạ cũng bình thường. Ngày xưa mà lúc còn đi học ở Sài Gòn thì mình ở quận 2, cho khu Thảo Điền. Yeah. Nó điền phía trước trường đại học văn hóa, nó có một cái xóm trọ.
mà đi gia sư xa lắm, đi từ đó lên tới quận 8, đi lên tới quận 8, từ đó đi lên quận 8 là cũng nửa tiếng đồng hồ. Sai rồi. Thì từ Thảo Điền lên quận 8 xa mà. Dạ yeah, sai. Mình đi qua chỗ đại gì, Võ Văn Kiệt cái ta. Đúng rồi này. Võ Văn Kiệt xong đi qua cầu chữ Y rồi mới tới mà. Rất là xa. Rồi có một cua dạy ở Tân Kỳ Tân Quý. Đi cũng xa nhưng mà ít xa hơn. Nó nằm ở đường Trường Sa Hoàng Sa vậy đó. Đường mà dọc bờ kè bờ sông. Chết rồi sao em ra âm ta? Cái gì âm? Em ra về âm. Đây thay vào là biến, thay vào bình thường có gì đâu, biến đổi tổ hợp đơn giản mà. Mình thay chỗ này là T1 này. Và bên kia cái B2 thì mình thay bằng 2T1. Nhưng mà rõ ràng là mình sẽ đơn giản được 4B này, đơn giản được V bình này. Đúng không? Mình đơn giản được M chia cho 2BR này, như vậy chúng ta còn là 1 trên cho T1 mũ 3 phần 2 nhân E mũ trừ M V bình 2R T1. Nó sẽ bằng bên này, nó sẽ còn là 1 trên cho 2T1 đúng không? Yeah. 3 phần 2 nhân cho E mũ trừ M V bình trên cho 4RT1, bởi vì cái số hạng thứ hai, cái phương trình cái vế số 2 thì chúng ta thay cái T mình nó bằng 2T1 mà. Đấy, rồi từ đây chúng ta sẽ đơn giản tiếp tục, mình đơn giản tiếp T1 một lần nữa đúng không? Đơn giản T1 một lần nữa. Và chúng ta mắc T1 ngay đây luôn này. Đây. Được chưa nào? Mình chia cái số hạng này sang bên này. Tức là chúng ta sẽ có là E mũ trừ M V bình trên 2RT mà chia cho E mũ trừ M V bình trên 4RT. Còn lại bên này là 1 phần 2 mũ 3 phần 2. Đúng chưa em? Dạ à. Hay chính chúng ta phải ghi lại là 1 trên cho 2 căn 2. Được chưa? Bây giờ mình sẽ đơn giản cái biểu thức này đi. Mình đơn giản như thế nào? Dạ mình trừ cái mẫu cái mình trừ cái mũ. Ở đây này, ở đây chúng ta có này. Mũ nó giống nhau, nó chỉ khác nhau là 1 phần 2, 1 phần 4 thôi. Như vậy ở trên này thì mình sẽ ghi là 4, ghi là 2 nhân cho 1 phần 4 đúng không? Dạ. Và thì chúng ta chia đi thì lúc này chúng em mình sẽ còn là E mũ trừ M V bình trên 4RT sẽ bằng 1 trên 2 căn 2 chứ gì nữa. Đúng chưa nào? Chúng ta chia ngược lại cho nhau để chúng ta mắc dấu trừ trong hàm E mũ đi. Thì lúc này chúng ta còn là E của mũ là M trên V bình trên 4RT, nó sẽ bằng là 2 căn 2.
mình giải cái phương trình này ra, t này là t1 chứ đúng không? Ta giải phương trình này ra để chúng ta thu được cái v. Giải bằng cách là chúng ta làm gì? Chúng ta sẽ lấy lấy loga cơ số e hai hai vế đúng không? Loga cơ số e hai vế, hay nói khác là chúng ta lấy len của hai vế, thì vế trái bây giờ nó sẽ còn là m này, v bình này chia cho 4 rt1, bên này mình sẽ còn là len của 2 căn 2. Mà từ đây khá dễ để chúng ta nhận thấy rằng là v của mình là sẽ bằng là gì nhỉ? 4 rt1 chia cho m nhân cho len của 2 căn 2, và tất cả chúng ta lấy căn 2. Được chưa em? Dạ được. À, chúng ta sẽ sang các khái niệm đó là tốc độ trung bình, tốc độ căng cung phương và tốc độ có xác suất lớn nhất. À, đây là ba cái tốc độ mà chúng ta sẽ được nghiên cứu ở phần dự. Còn nó có một cái tốc độ mình đã học ở phần triết động học rồi, đó là tốc độ căng cung phương. Vậy ở cái góc nhìn về thống kê thì nó sẽ tính như thế nào? Đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu cái khái niệm là tốc độ trung bình. Tốc độ trung bình số học nó tương đương với khái niệm đó là giá trị trung bình đó. Ví dụ như chúng ta có n phân tử, mà các phân tử này nó có vận tốc lần lượt là 1, 2, 3, 4 đến vn. Và thì tốc độ trung bình chúng ta sẽ lấy là tổng tất cả các giá trị, chúng ta chia cho số giá trị, chúng ta sẽ thu được tốc độ trung bình là biểu thức này. Chưa? Tốc độ trung bình đấy, ví dụ em có các số hạng là 1, 2, 3, 4 và 5. Và cái giá trị trung bình của nó mình sẽ làm gì? Mình lấy 1, dạ, mình cộng cho 2 này, mình cộng cho 3 này, mình cộng cho 4, mình cộng cho 5, mình chia số các số hạng là bao nhiêu? 5. Tương tự như thế. Như vậy cái biểu thức số 1 này nó cho ta biết là cái bản chất của cái tốc độ trung bình. Được chưa nào? Còn tốc độ căng cung phương thì sao? Tốc độ căng cung phương thì chúng ta sẽ tính nó bằng cách là không lấy giá trị trung bình nữa, mà chúng ta lấy là tổng bình phương của giá trị trung bình. Cái vận tốc bây giờ chúng ta sẽ không tính trung bình nữa, mà chúng ta sẽ tính là trung bình của bình phương vận tốc này. Thay vì v1, v2, v3, vn thì bây giờ nó sẽ là v1 bình, v2 bình, v3 bình cộng cho đến vn bình, và ta chia cho số giá trị, chúng ta lấy căn bậc 2 ra thì chúng ta thu được u, người ta gọi là vận tốc căng cung phương. Nếu ta phải dịch nghĩa là chúng ta hiểu rằng là vận tốc căng cung phương tức là căn bậc 2 của bình cung bình phương vận tốc. Theo vật lý thống kê thì tốc độ trung bình số học được tính bằng biểu thức sao? Nó được tính bằng lá tích phân từ 0 đến vô cùng v nhân cho hàm phân bố b nhân cho vi phân vận tốc dv. Trong đó hàm phân bố là hàm phân bố Maxwell, lúc nãy mình đã tìm hiểu. Thay vào chúng ta tính cái tích phân này. Ở đây chúng ta sẽ không tính đâu, chúng ta chỉ thừa nhận thôi. Để tính tích phân này thì nó cũng hơi dài đấy. Đúng. Chúng ta phải thuộc các tích phân Bosson. Thì chúng ta thu được kết quả như sau, đó là tốc độ trung bình số học của mình được tính bằng tức là v trung bình, mình ghi là một lần để mình nhớ này, sẽ bằng 8 này rt chia cho pi và nhân cho m. Có thể là cái vận tốc này mình đã biết rồi đúng không ạ? Để học trên lớp là gì nữa? Dạ đúng rồi thầy. Tiếp theo vận tốc căng cung phương. Vận tốc căng cung phương thì mình cũng đã học ở phần triết động học rồi. Tuy nhiên ở đây thầy cung cấp cho mình cái công thức 2 sao, nó là cái công thức để xác định cái vận tốc
căn cung phương theo theo vật lý thống kê. Theo đó cái vận tốc căn cung phương bình phương á, u bình phương thì được tính bằng tích phân cận từ 0 đến vô cùng của v bình nhân cho hàm phân bố vận tốc Maxwell rồi nhân cho vi phân dv. Lưu ý này, nếu mà chúng ta tính cái tốc độ trung bình số học thì ở trong cái công thức tích phân này nó chỉ là v. Còn nếu chúng ta tính cái tốc cái trung bình của bình phương vận tốc á, thì chỗ này là v bình. Có v bình rồi, chúng ta căn bậc hai ra thì chúng ta sẽ thu được vận tốc căn cung phương. Cái vận tốc này mình đã học rồi. Vận tốc căn cung phương chúng ta được tính bằng căn bậc hai của 3 lần RT chia cho m. Được chưa? Dạ được. Vận tốc thứ ba mà chúng ta chú ý đó là cái vận tốc nó có xác suất lớn nhất. Cái vận tốc mà nó có xác suất lớn nhất thì về mặt toán học thì cái hàm phân bố của ta nó sẽ bằng 0. Hàm phân bố của ta nó đều hàm theo vận tốc thì nó sẽ bằng 0. Cái vận tốc mà nó có tốc độ lớn nhất nó sẽ tương ứng với đỉnh của đồ thị phân bố này, đó chính là chỗ này này. Ta gọi nó là VB. Nó sẽ tương ứng với về mặt toán học thì chúng ta sẽ có đạo hàm của hàm phân bố theo vận tốc sẽ bằng 0. Và tính toán chúng ta sẽ thu được là vận tốc có xác suất lớn nhất nó sẽ bằng căn bậc 2 của 2 lần RT chia cho M. Đấy, tốc độ căn cung phương thì ở đây là 3. Đó là 3 loại vận tốc mà chúng ta có thể lưu ý. Bây giờ chúng ta vận dụng để tính toán này. Ví dụ 1. Tốc độ trung bình của phân tử khí oxy ở 300K là bao nhiêu? Cho biết khối lượng mol oxy là 32 kg/mol. Hỏi tốc độ căn cung phương và hỏi tốc độ có xác suất lớn nhất là bao nhiêu? Rồi hãy tính thêm. Rồi chúng ta tính cái câu A trước nha. Câu A là đòi là tốc độ trung bình đúng không? Tốc độ trung bình số học là V trung bình này nó sẽ bằng là căn bậc 2 của gì em? Dạ 8 RT chia cho Pi M. Pi M này. Rồi thầy số vào nha. 8 này, R của mình là bao nhiêu nhờ? 8,31. T của mình là 300. M của mình là 32 nhân 10 mũ trừ 3. Rồi, bấm máy tính thôi. 8 nhân cho 8,31 nhân cho 300 chia cho pi nhân cho 32 nhân 10 mũ trừ 3. Chúng ta được là bao nhiêu nhỉ? 445,4. Đúng không nào? Mét trên giây. Đúng chưa? Dạ đúng rồi thầy. Rồi câu B. Tốc độ căn cung phương tức là U. U của mình thì được tính bằng căn bậc 2 của 3 lần RT và chia cho M. Thầy số vào. Chúng ta chỉ việc xóa là giữ cái phép tính trên máy tính lại. Chúng ta xóa pi đi.
chúng ta xây 8/3 là được. Giờ mình được là 483,4 mét trên giây. Chúng ta nhận thấy rằng là cái tốc độ căng cung phương của chất khí oxy ở trong cái nhiệt độ này nó sẽ lớn hơn cái tốc độ trung bình số học. Rồi, chúng ta sẽ tính cái tốc độ mà có cái xác suất lớn nhất là bao nhiêu. Vb của mình thì nó bằng căn bậc 2 của 2 lần RT chia cho m. Chúng ta cũng giữ cái phép tính ghi lại, chúng ta chỉ việc thay 2 thành 3 thôi. À, 3 thành 2 thôi đúng không nào? Đây, chúng ta được là 394,7 đơn vị là mét trên giây. Như vậy là cái khối oxy của mình, cái khối chất khí oxy của mình ở nhiệt độ là 300K, thì nếu chúng ta thì cái vận tốc mà nó có cái xác suất lớn nhất á, tức là cái vận tốc mà mình có cái khả năng mình tìm thấy nó được nhiều nhất á, là 394 m trên giây. Đây, 394,7 m trên giây. Còn cái vận tốc trung bình của nó là 445. Ta tính trung bình trên tất cả các phân tử khí là nó cỡ 445,4. Còn cái vận tốc căng cung phương thì 483. Đúng không nào? Tức là cái vận tốc mà mình dễ tìm thấy nhất á, có xác suất mà dễ tìm thấy nhất, nó chính là cái anh 394,4. Mình lưu ý cái điều đó đúng không? Bởi vì các cái phân tử khí này nó chuyển động cách lộn xộn mà, hỗn loạn mà. Giả sử chúng ta thọc cái tay vào trong cái khối khí đó thì cái xác suất mà cái phân tử khí mà đập vào tay chúng ta nhiều nhất, nó là cái loại phân tử khí nó có vận tốc là 394,7. Để mình có thể hình dung như thế. Đúng không nào? Ví dụ như ba màu đỏ, vàng và tím tương ứng ba cái loại vận tốc, thì theo cái mẫu này thì rõ ràng là anh màu tím là anh mà chúng ta dễ tìm thấy nhiều nhất ở trong cái hỗn hợp chất khí này. Ý nghĩa của nó là như thế, đúng nào? Đây, cái phần chất khí này sẽ khác với cái phần cơ của chúng ta là chúng ta có hay không thôi nha. Còn cái phần chất khí này là rất là tất cả các trường hợp đều có. Tuy nhiên người ta sẽ không nói chúng ta là có bao nhiêu, mà người ta chỉ nói chúng ta là xác suất thôi. Ví dụ như cái mẫu phân tử khí oxy này ở 300 độ C này, vận tốc của nó là bao nhiêu, 400 hay là 500, mình không trả lời được. Vận tốc của đó nó sẽ kéo dài từ 0 đến vô cùng. Mà cái quan trọng là người ta sẽ quan tâm đến trong cái nhóm từ 0 đến vô cùng đó thì cái vận tốc nào là nhiều nhất, thì chúng ta trả lời là chính là vận tốc 394,7 đấy em. Đấy, rõ chưa? Câu 2. Cho sự phân bố vận tốc giả định của N phân tử khí được trình bày như thế. Đấy. Cái đồ thị này nó biểu diễn bởi cái hàm số đó là FV. FV mình phải hiểu là BV đấy, nó chính là hàm B. Tùy đề bài thôi, người ta kêu là B, có người kêu là F. Nó sẽ bằng C nhân cho V bình, nó chính là một cái nhánh parabol khi V của mình nó nằm trong khoảng từ 0 đến V0, và nó sẽ bằng 0 khi V của mình lớn hơn V0. Hãy xác định biểu thức C cho V0. Mình suy nghĩ xem nào.
sẽ kéo lên cho em tí hiện tại. Đó là một bài toán mà chúng ta xây dựng lại từ đầu. Tìm vận tốc trung bình này. Ở đây người ta cho chúng ta một cái hàm phân bố. Về cơ bản có thể là cái hàm phân bố này nó không phải là cái hàm phân bố theo Maxwell. Cái hàm phân bố Maxwell thì đồ thị chúng ta vẽ nó không không có dạng là một cái đường như thế này, bởi vì lúc này chúng ta đã tìm hiểu phần lý thuyết rồi. Với cái hàm phân bố Maxwell thì đồ thị của mình nó sẽ có dạng là một cái đường như thế này. Đường nó sẽ có dạng như thế này. Còn về cơ bản thì cái đường cái đồ thị mà người ta cho thì cái hàm phân bố mình nó là một hàm khác. Cái hàm này nó chia thành hai nhóm, hai khoảng, đó là khoảng từ 0 đến V thì có dạng là một cái nhánh parabol, còn dạng mà cái khoảng mà từ 0 đến vô cùng đó, thì nó sẽ bằng 0. Đúng như nào? Bây giờ chúng ta sẽ tìm biểu thức của C theo V0. Làm thế nào để mình tìm? Chúng ta sẽ áp dụng cái điều kiện chuẩn hóa lúc nãy mình đã học. Từ điều kiện chuẩn hóa, nếu chúng ta lấy tích phân từ 0 đến vô cùng của cái hàm xác suất thì nó sẽ luôn bằng 1. Đấy, rõ điều kiện chuẩn hóa này chưa? Bởi vì như như cái phân tích lúc nãy, như phân tích lúc nãy. Nếu chúng ta lấy cái giải vận tốc của mình nó kéo dài từ 0 đến vô cùng thì cái xác suất mà chúng ta tìm thấy cái đối tượng nó có cái vận tốc nằm trong khoảng đó luôn phải bằng 1. Luôn luôn tìm thấy được. Đây là điều kiện chuẩn hóa, đúng như nào? Em rõ cái này chưa? Dạ. Em mới bị rớt mạng, em mới vô lại. Dạ, mới đó. Nãy giờ có nghe không? Dạ không. Để chúng ta tìm được cái mối liên hệ giữa C và V0, chúng ta sẽ dựa vào điều kiện chuẩn hóa.
cái hàm phân bố mà người ta cho chúng ta cái đồ thị này thì nó không phải là cái hàm phân bố theo phân bố kiểu Maxwell. Nó là một cái hàm phân bố nào đó. Bởi vì cái hàm phân bố Maxwell thì nó sẽ có dạng như hình bên trái. Cái hàm phân bố này nó là cái hàm phân bố bất kỳ. Nó chia thành hai cái giai đoạn, nó chia thành hai cái khoảng mà vận tốc nằm trong khoảng từ 0 đến V0 thì sẽ có dạng là một nhánh parabola. Còn cái khoảng mà vận tốc từ V0 đến vô cùng thì nó sẽ bằng 0. Và thì để chúng ta tìm được cái C của chúng ta, cái hàng số C theo V0 thì chúng ta thể dựa vào điều kiện chuẩn hóa. Điều kiện chuẩn hóa là gì? Nếu chúng ta tìm cái xác suất để chúng ta tìm thấy các hạt mà nó có vận tốc nằm trong khoảng từ 0 đến vô cùng thì cái xác suất này luôn bằng 1. Đúng không nào? Đúng rồi. Rồi, ta sẽ tính thôi. À, chúng ta sẽ xử lý cái tích phân này như sau. Cái tích phân này gần tích phân này tối học rồi là tích phân mở rộng. Không biết em học chưa? Dạ rồi. Tuy nhiên mình sẽ xử lý một cách tinh tế như sau. Chúng ta có quyền xen cái cần và tích phân mà, đúng không? Và thì chúng ta sẽ xen như sau, ta sẽ xen cái tích phân này thành từ 0 đến V0 của cái hàm phân bố cộng với từ V0 đến vô cùng tích của hàm phân bố với vi phân của vận tốc. Chúng ta hoàn toàn có thể xử lý cái cộng phân như vậy, đúng chưa? Được chưa em? Dạ. Mặt khác, từ cái đồ thị chúng ta nhận thấy rằng cái hàm phân bố của mình nó sẽ bằng 0 trong khoảng từ V0 đến vô cùng. Đúng không nào? Dạ đúng rồi. Và thì chúng ta chỉ còn cái tích phân thứ nhất thôi. Ở trong cái vùng thứ nhất thì cái B của mình nó sẽ có dạng là C nhân cho V bình. Vậy chúng ta sẽ có là C là hàng số ta đưa ra ngoài này. 0, V0 bên trong mình còn là V bình DV bằng 1 theo điều kiện chuẩn hóa. Được chưa em? Dạ được thầy. Rồi bây giờ chúng ta tính cái tích phân này thôi. Đơn giản đúng không nào? C chúng ta ghi lại V bình thì chúng ta sẽ được là V mũ 3 chia cho 3. Cận của mình từ 0 đến V0 bằng 1. Khá dễ để chúng ta nhận thấy rằng là C nhân cho V0 mũ 3. Mũ 3 đúng không em nhỉ? Đúng rồi. Chia cho 3 bằng 1. Vậy C của mình là sẽ bằng 3 trên cho V0 mũ 3. Được chưa? Đâu rồi, rất nặng nữa rồi hả? Dạ, cái tính từ V0 đến vô cùng đó thầy. Sao nó bằng 0 vậy thầy? Bởi vì cái hàm phân bố của mình từ cái hàm BV của mình á, trong khoảng từ 0 từ V0 đến vô cùng nó bằng 0 này. Thì lấy tích phân mình không, theo đã nó mình không rồi tính gì nữa. Đúng chưa? Được chưa em? Dạ được. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tìm tốc độ trung bình của các hạt, tức là tìm V trung bình. V trung bình thì mình để mình nhớ lại, quay lại công thức lúc nãy này. Theo cái vật lý thống kê thì V trung bình người ta tính bằng công thức nào? Đâu? V trung bình người ta tính bằng công thức này này. Công thức sao em nhớ chưa? Dạ nhớ. Rồi xuống đây nhép xem nó bằng bao nhiêu. Chúng ta cũng lấy V, chúng ta nhân cho hàm phân bố, ta lấy cận từ 0 đến vô cùng, đương nhiên là chúng ta cũng phải chia thành hai khoảng rồi đúng không?
Dạ bằng C V0 mũ 4 phần 4. Rồi ta thử xem. Tức là bây giờ thì cái V trung bình của mình nó sẽ bằng tích phân. Chúng ta chỉ lấy cái tích phân đầu tiên thôi, tích phân số 2 thì nó bằng 0 rồi nha. Mình sẽ đơn giản nó đi. C mình lên ra ngoài, mà C của mình thì bằng 3 trên cho V0 mũ 3. Đúng không nào? Bên trong mình còn là V mũ 3 DV từ 0 tới V đúng không em? Dạ đúng. Rồi, tính thôi. Tính này, cái nguyên hàm của anh này thì được là 1 phần 4 V mũ 4 và là B 3 phần 4 nhân cho V0 mũ 3 nhân cho V mũ 4 từ 0 đến V0. Đúng chưa? Vậy là chúng ta còn là bao nhiêu nào? 3 phần 4 nhân cho V V0. Được chưa em? Dạ được thầy, nãy em quên thế xe vô. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tính tiếp tục là tốc độ căng cung phương, tức là tìm U. Em sẽ quay lại ở trên, em tìm xem U là người ta tính bằng công thức nào. Phần này thì nó cũng tương đối là hơi hướng mang tính là vận dụng cái kiến thức toán của mình. Đây này, U mình sẽ tính bằng cách là mình dùng cái công thức hai sao. Nhưng mà mình nhớ rằng là cái công thức hai sao này là công thức U bình nha. Đúng không? Vậy là mình tính được xong rồi, mình phải căng bậc hai ra thì mình nó mới tìm được cái vận tốc căng cung phương. Nghe chưa? Ở trên lớp em có làm các bài tập này không? Dạ có. Hiện tại đang học offline hay online hay vẫn online đi em? Dạ học on thi ớ. Đợt này em nói là chuẩn bị học anh là học tập trung rồi mà. Dạ. Xong cái ở trường thì gửi thông báo là tùy từng khoa quyết định, xong cái mấy thầy cô cho học on hết luôn. Này trong đó thấy dịch là bình thường, người ta đi làm bình thường, người ta bệnh người ta vẫn đi mà. Trường em bị gì thì người ta đi học hết rồi. Nhiều trường cho đi học quá rồi. Dạ, người ta đi học từ tháng 2 rồi. Em ra căn 3 phần 5 V0. V0 căn 3 phần 5. V không chuyển 3 phần 5. Rồi thử thôi chứ có gì đâu. À, chúng ta sẽ tính cái U bình trước đúng không? U bình của mình thì bằng C. C là 3 trên V không mũ 3. Bên trong này nó còn là tích phân từ V đến V không. Trong này là V mũ 4 đúng không em? Dạ đúng rồi. Rồi thay vào này, 3 trên V không mũ 3 này. Anh này làm được là 5 đúng không nào? V mũ 5. Mũ 5 đúng chưa? Ta đơn giản đi là mình còn là 3 phần 5 của V không bình. À chúng ta sẽ có vận tốc căng cung phương là sẽ bằng căng bậc 2 của 3 phần 5 nhân cho V không. Được chưa? Dạ được. Rồi bài học đến đây thôi. Hôm sau thầy ngày mai thầy hướng dẫn em chỗ cái bài phân bố Boltzmann. Thầy gửi cái file này cho em thầy xem trước. Nha. Dạ. Rồi Dạ, chào cảm em. ơn thầy.